thì sao mẹ sinh con ra mà con bị tật như vậy mà mẹ bỏ con? Con đọc nhìn chú nào, con đọc cho chú nghe coi. Vì sao mẹ sinh con ra mà con bị tật như vậy rồi mẹ phải bỏ con? Là con giết chân giết giết người mẹ vô tâm không thương con mình thì cũng đã đành. Khi sanh con ra, khi biết con mình không như bao đứa trẻ khác, đi đứng không được, thì người mẹ bỏ, không thèm nuôi nữa. Thì trong khi đó thì để lại cho ông ngoại. Ông ngoại á thì không có làm gì được gì hết trơn. Cái cậu con trai này nói á, ăn cơm phải dùng mần giò, làm gì cũng dùng mần giò. Nhiều khi đi học gặp bạn bè có cha mẹ, còn cậu bé ở đây thì không có bạn bè gì hết trơn. Thì sự việc người mẹ thấy con mình có tật bỏ như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú theo dõi video. Con hỏi là coi tại sao là sao mẹ sinh con ra là ngắn tay chân con như vậy mà mẹ bỏ con? Sao mẹ ngắn tay phải con cũng là con người mà con cũng giống như bao người khác mà. Nghe thường thường á, con nghe như vậy á, nghe mà người mẹ mình thấy sanh con ra mà bỏ con buồn không? Em buồn. Con trai ơi, cho chú hỏi nè, vì sao mà mẹ con bỏ con với anh hai vậy? Tại vì thấy anh hai con bị tật nguyền, không làm gì được. Tại vì mẹ con bỏ anh hai con đi. Ba con, mẹ con là bỏ đi là không có khả năng nuôi hay là bỏ luôn? Con trai À, bỏ luôn. bỏ luôn, có chồng khác chưa? Ông lúc mất, cứ ba con là bỏ ba con đi rồi cưới chồng khác. Có chồng khác, ba con có vợ khác chưa? Không, không biết. Nhưng mà ba con là hiện tại còn là bỏ con luôn đúng không? Dạ. Chuyện con buồn không con trai? Chú xin chào con trai nha. Con trai đang ăn cơm hả? Con cho chú hỏi thăm nè, rồi hai đôi tay con sao vậy con? Con đưa đôi tay ra cho chú xem coi. Chàng ơi, chàng là con phải ăn như vậy đó hả? Con trai cho chú hỏi thăm nè, mẹ con đâu? Mẹ con bỏ con hả con? Rồi như vậy rồi cha con đâu? Cha con cũng bỏ con luôn rồi. Nhưng mà lý do vì sao mà mẹ con bỏ con? Người ta thấy tay chân con bị tật gì nè, đó đồ bỏ. Có nghĩa là mẹ cha con thấy con giống như là như vậy, cái bỏ ghê con luôn. Chàng ơi chàng, hồi nãy chú từ ngoài chú vô á, chú thấy con ngồi ăn á là bằng đôi chân của con hả? Ơi chàng, là cha mẹ con bỏ con bao lâu rồi? Bao nhiêu năm con? Vậy là Sinh ra. sinh con ra rồi là bỏ con luôn hả? Trời ơi. Chàng ơi. Thấy con không có được như Rồi không ai đút con sao mà con tự ăn như vậy vậy? cũng có mà con thấy tại coi tại tại có tự ăn được. Có người đút nhưng Có. mà con không thích, con tự ăn vậy thế ha. Đâu con ăn cho chú xem với quý vị khán giả xem coi. Bằng giò không hả anh trai? Cái gì? Ơi trời. Theo theo mà con dùng cái gì cũng bằng giò hết trơn hả anh trai? Có cái dùng tay được mà cái đó nhẹ nhẹ thôi, cầm tay được còn đỡ. Con thay đồ này kia là con tự luôn hay sao? Dạ không, là có Có người. một hai hai giờ. Chèn là ăn mình rồi vậy.
Chú xin chào con trai nha. Con trai đang viết gì vậy con? Dạ, con đang viết gì vậy? Viết về cái bài tỏa tâm trạng của mình đối với mẹ. Là bài 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 thơ nói về tâm trạng của con muốn gửi tặng mẹ hả? À, con có thể đọc lên cho chú với quý vị khán giả được nghe không con? Dạ được ạ. À, con đọc đi, viết chữ là bằng chính đôi chân của mình vậy đó con. Dạ đúng rồi, quá đẹp luôn, chữ đẹp lắm. Con quay cũng tập qua để chú quay cái dòng chữ của con. Dạ được ạ. Dạ đó dạ. Ôi, chữ đẹp quá ha con. Quá đẹp luôn. Chữ đẹp lắm gì? Nhanh quá rồi đó, xấu quá chú. À, con trai, cho chú hỏi á, là chú có nghe nói á, là con nói á, từ cái cách mà mẹ con sanh con ra, xong cái biết con mà không có giống người khác, đi đứng không được, rồi là bỏ con luôn hả con trai? Đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Là cái người nuôi con là ai nuôi con? Là lúc trước là ba mẹ nuôi, rồi sau này là ông bà ngoại nuôi. Cái cấp mà sanh con ra đó là biết con mà đi đứng như không bao như người khác là bỏ luôn. Trời ơi, là bỏ như vậy rồi mẹ con bỏ rồi cha con bỏ luôn, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi thí dụ á, con có hỏi lòng mà tại sao mà tại con thì không có được như bao nhiêu người khác, thấy con mình có tật rồi bỏ luôn hả con cha? Con muốn họ nói trực tiếp với mẹ con không? Dạ không. Thí dụ con hỏi vì sao mà bỏ con á, con có muốn hỏi mẹ con như vậy không? Cũng muốn. Con thí dụ con được nói chuyện với mẹ con nói cái gì? Con dạ. Dạ là cái đầu tiên là con hỏi là hỏi thăm sức khỏe của mẹ con là nó lớn lên dạ. Khỏe không? Dạ hỏi là mẹ đang làm ở đâu và đang sinh sống ở đâu? Dạ hỏi là mẹ là sao không? Sao mấy năm nay là không gọi điện chị với con? Mẹ phải thôi. Mà cho chú hỏi á, là mẹ con bỏ con như vậy đó, rồi tiền ăn tiền uống rồi sao? Dạ là dạ sao? Là có ông bà ngoại là lo là có nhà nước ta hỗ trợ nữa. Vậy hả con? Là có mới có tiền ăn chứ là không có ai hỗ trợ rồi không có gì để ăn hết chứ. Là một cái người mẹ dạ. Sanh con ra dạ. Biết con đi đứng không được như bao nhiêu người khác dạ, đúng mà bỏ luôn dạ đúng. Cái đó rồi con có trách mẹ không? Dạ không. Rồi lý do làm sao con kể cho chú nghe coi. Dạ cái đó là cái đó là con không biết trách ai, không biết trách ba, không trách mẹ được. Tại vì đó. Bỏ con không nuôi. Dạ cái đó là nói chung là của số phận. Số phận mà tại vì mẹ con bỏ con không buồn luôn. Dạ không. Rồi hiện tại là cha con còn sống chung với mẹ con không? Dạ cái này thì con cũng không rành rồi không rõ nữa. Con có nghe không? Dạ không, cái này kiểu không nghe ai kể chứ đến thì cha mẹ rồi nghe. Có nghe ông bà ngoại kể là có người khác hết trơn rồi. À vậy là có người khác thì có người khác con dạ. Có người khác. Dạ đúng. Con trai. À, con năm nay bao nhiêu tuổi? Em 13. 13 tuổi. Mà chú hỏi á là mẹ con đâu? Mẹ con bỏ con đi rồi. Rồi cha con? Mẹ cũng bỏ con đi luôn. Con biết vì sao mà bỏ con không? Không. Anh con là đi đứng không được rồi xong rồi mẹ con sanh ra rồi bỏ luôn. Chàng ơi, rồi cho chú hỏi á, rồi cha con là bỏ luôn hả? Dạ. Rồi như vậy đó rồi cha có thường gửi tiền về cho anh ngoại không? Dạ không. Rồi mẹ? Con nhiều khi con đi học á, con có tủi thân không con trai? Có. Nhiều bạn bè mà có cha có mẹ nè. Còn con á thì con nhìn lại thì không có được bao nhiêu người khác. Con tủi thân sao con gửi cho chú nghe coi. Có nhiều bạn bè có cha mẹ mua đồ cho con với anh hai thì đi học mỗi ngày đâu có gì đâu, con để anh học
Chỉ vì anh hai con đi đứng không được như bao nhiêu người khác, xong rồi người mẹ bỏ đi luôn. Cái này chú thấy ta đâu có cái đâu anh con đâu phải là cái lỗi gì đâu. Nếu đã tạo ra được thì phải lo đúng không con trai? Nhưng mà trong khi đó bỏ con luôn hả? Cha mẹ thì không còn sống chung nữa. Con trai vậy là mẹ con cấp sanh con ra thì biết con mà đi đứng không được là bỏ luôn hả? Dạ đúng. Nếu mà bỏ luôn rồi không có ông ngoại con rồi là con đi về đâu? Nếu đó chắc nghĩ là sẽ không sống nổi đâu. Không biết sẽ tới bây giờ đâu ha. Dạ. Con có khi nào nghe ngoại con kể là cái người mẹ với người cha sanh con ra rồi thấy con có không được như bao nhiêu người khác đó, rồi bỏ giao trách nhiệm lại cho ông ngoại không cha? Dạ có kể rồi. Kể nghe. Sao con kể cho chú nghe coi. Dạ là con kể là cái lúc sinh ra là thấy tay chân gì nè. Dạ. Bắt đầu cũng muốn chán nản rồi, kiểu là bất mãn rồi. Dạ. Là bắt đầu sanh ra cái thấy tay chân con là không được như bao nhiêu người khác, rồi chán nản bất mãn. Dạ. Rồi bỏ con hả? Dạ. Con kể tiếp đi con trai. Dạ là lúc sinh ra thì thấy bất mãn rồi đâu, thấy về bà ngoại, ông bà ngoại vợ đâu ẩm đi cẩn ơ suốt mấy năm trời luôn. Dạ thì cho là sinh ra là con có người là trong người con có cái bệnh rồi là khó thở là trong khi đó mẹ thì biết rồi. Dạ, biết rồi mà con đã diện như vậy rồi bỏ luôn. Dạ bỏ. Lại chứ con cũng không hay biết gì luôn. Theo cho chú hỏi nè, theo nếu cái cương vị á là con, còn những cái người ở ngoài á thì người ta xem mẹ con là tại sao bỏ con, là người có người thương người ghét nha. Dạ đúng. Thí dụ người ghét là như thế nào con trai? Dạ thì nói cái đó quan điểm của mỗi người thôi. Thì quan điểm mỗi người thấy nguồn là khi là họ sẽ kể trách móc, họ chơi bai, họ coi họ cái sẽ bày tỏ theo cái như cái tại sao mà sanh con ra mà không lo ha. Dạ đúng. Mà bỏ luôn. Dạ đúng. Trời, như vậy là con là một cũng một cái người nè. Dạ. Cũng nhiều cái tâm sự buồn. Dạ đúng. Thứ nhất là con không có được như người ta đúng không cha? Dạ đúng rồi. Nhiều khi con có tuổi thân không? Dạ có. Tuổi thân như thế nào con kể cho chú. Là buồn rồi này kia. Thứ nhất thì là cái tay thì tay chân này nó không giống như bao người rồi. Thứ hai nữa là mẹ ba mẹ thì bỏ đi rồi, biết con mình như vậy xong rồi là bỏ, không lo không nuôi luôn. Dạ cái này theo mà như vậy đó là nếu mà con mà biết mẹ con đã không nuôi và không lo cho con gì đó là con buồn nhiều không? Dạ buồn. Con có suy nghĩ về mẹ con như thế nào không với cha con? Con có suy nghĩ là vì sao bỏ con không? Dạ có, nhưng mà hôm trước là cái đó suy nghĩ của mình con thôi. Tự mình suy nghĩ thôi chứ cũng chưa tìm ra được cái đáp án nào là phù hợp. Trai, cho chú hỏi nè, là từ hồi đó bây giờ đó con là vắng mẹ bao nhiêu năm rồi? Không biết luôn à. Vậy là từ hồi bụng mẹ ra luôn chè. Vậy là không biết luôn, không nhớ đúng không? Vậy là những cái Tết rồi đó, thường thường á người ta tuổi như con nè, mẹ người ta chở đi mua đồ, mua quần áo đồ đó, con thấy con có buồn không? Buồn sao con kể cho chú nghe coi. Dạ mình không có cha mẹ, con sống nhớ Tết thôi, còn mình đi chơi với người khác nữa. Mà người thương nhất là anh hai con nè, sao tự nhiên cái mẹ sanh ra cái thấy anh con không có giống như bao người khác cái bỏ luôn hả con trai? Dạ. Thường á, cho chú hỏi nè, thường ngoại có kể về mẹ con không? Dạ, có. Kể sao con kể cho chú nghe coi. Nói là sanh mẹ sanh anh hai con ra vậy xong rồi mẹ bỏ luôn hả? Dạ. Cái điều đó là một cái nỗi buồn dữ lắm luôn đó ha. Dạ. Người ta cũng thiếu như nhiều người như vậy mà không mà sanh ra bỏ luôn con cha. Nếu như mà cho chú hỏi á, con muốn gửi đến cái người mẹ của con á, hồi đó giờ con chưa từng thấy mặt luôn hả con cha? Dạ. Thí dụ mà con muốn gửi lời thì con gửi làm sao?
con nói hết cái tâm sự của con cho cô chú anh chị nghe, nhắn cái người mẹ của con coi. Dạ, con nói lớn lên con nhắn cha mẹ con là chúc cha mẹ con có sức khỏe và để có kiếm tiền mau về với con với anh hai con, đừng có bỏ con với anh hai con nữa. Con có nhớ cha mẹ không? Dạ có. Con có hỏi vì sao mà mẹ với cha bỏ con không? Dạ có. Con hỏi đi, con hỏi cha mẹ coi. Dạ, con hỏi cha mẹ vì sao lại bỏ con với anh hai con, với ông sống với ông bà ngoại mà không về với anh hai con với con. Con đi ra đường là con thấy có những khi bạn bè mà nó có cha mẹ có chơi con là đứa không có cha không có mẹ, với hỏi tại sao mà không thấy cha mẹ của bạn này nọ mà rước bạn chở bạn đi chơi không? Không nghe. Nhưng mà con rất là tuổi thân không con trai? Con thấy bạn cha mẹ của bạn á chở đi chơi và đi mua đồ, con từng mong ước đúng không? Nếu như có một cái ước mơ thì con ước cái điều gì con trai? Con chỉ ước là cha mẹ con về chơi với con với anh hai con, đừng có bỏ con với anh hai con nữa. Chuyện sẵn ở đây nè cô trai cho chú hỏi nè, thì sẵn ở đây con gửi lời đến những cái người cha mẹ nào mà có con mà giống như con như vậy nè, khuyên họ và đừng bỏ. Với lại là ví dụ con nằm trong cái trường hợp này, con cũng biết là cái tuổi thân và cái áp lực rất là nhiều đúng không? Con chia sẻ lên cho mọi người, cô chú chị được biết rõ cái tấm lòng vì sao mà người ta bỏ con mà lại như vậy. Dạ, nói chung thì cũng có nhiều cái lý do lắm. Bây giờ nói cái lý do thôi, giờ con phim gửi đến những cái người mà cho người ta biết đi hát con trai. Dạ, thì con cũng không có gì đó là nói là họ phải biết quan tâm chăm sóc con cái của mình, tại vì là con cái mình sinh ra đã như vậy rồi, đã chịu rất là nhiều áp lực. Có nhiều chịu rất nhiều cái áp lực rồi. Là mong là họ phải thấu hiểu, họ cũng quan tâm chăm sóc. Phải là động viên để con cái của họ có thể là vượt qua được cái nỗi đau áp lực đó. Nhiều đêm con ngủ là con suy nghĩ về tại sao mình như vậy không mà mẹ bỏ không? Con suy nghĩ đi. Con suy nghĩ sao con nói cho chú nghe. Dạ, suy nghĩ là con suy nghĩ rất là tại sao là mình lại sinh ra lại như vậy. Là cái hay là tại sao sinh ra lại là bị ba cha mẹ bỏ, và trong khi đó là mình cũng bao nhiêu người khác, chỉ khác hẳn là tay chân mình nó chỉ vậy thôi, chứ ngoài ra là mình cũng là một con người bình thường thôi, chứ không có người gì gọi là khác lạ hết mà tại sao họ lại bỏ mình. Cả nhà thì ở đây có hai anh em á, sống với ngoại bà ngoại từ hồi nhỏ tới lớn, một cậu bé ở đây chưa bao giờ mà được gặp mặt mẹ hết trơn, thì cậu bé nói á, cha mẹ sinh con ra xong rồi đi đứng mà tay chân á, nói chung là tay chân không được như người khác thì bỏ luôn, và trong khi người mẹ thì đã bỏ thì đã đành tới người cha luôn, người cha cũng không bỏ không nuôi luôn, đúng không con trai? Dạ đúng. Về người ơi, mấy phút hành động tắt đi, tắt chốt lại mấy cái này. Người ta nói cha mẹ nào cũng rất là thương con, mà nhưng ngược lại thì mẹ của cậu bé này và hai cậu bé này, thì cậu bé nói người mẹ sanh con ra biết con không đi đứng được và không như bao đứa trẻ khác, thì người mẹ bỏ và đi lấy chồng khác và không đếm xỉa gì tới con nữa. Thì cái câu chuyện người mẹ biết con mình có tật rồi thì bỏ và không nuôi nữa, sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi rõ video vì sao người mẹ mà lại bỏ con mình à. Con nói là mẹ con bỏ con là sao, con nói lại cho chú nghe coi. Dạ thưa chú, là cái lúc hồi đó con sinh ra, là lúc đó là sinh ra là con được 4 tuổi, là lúc đó là lúc mẹ con á là cái mẹ của con kêu là con không hay luôn, không biết mẹ là, con bỏ con hả? Dạ đi là con không hay không biết luôn. Dạ không hay không biết gì hết. Nhưng kiểu còn lúc đó chị đang ngủ kiểu đi sớm á, rồi không biết. Chàng ơi chàng, nhưng còn cha con đâu? Dạ thì cha con cũng còn ở với con đâu, mà tới
Cái lúc mà con vô lớp 1 á là lúc đó là sao? 7 tuổi. Là cái bữa đó là có đưa con đi học, đưa với bà ngoại con đưa con đi học. Ừ. Đi học xong tới cái lúc trưa cỡ giờ cỡ 10 11 giờ gì nè là cũng đưa con về. Là cũng là cái bữa đó cũng là bữa cuối cùng luôn, là đêm đó rồi kiểu hôn một cái rồi đi luôn á. Cha đó. Con hôn con một cái rồi đi luôn, tới giờ là không biết tin tức ở đâu luôn. Nhưng mà không nói năng gì với con sao? Dạ đúng rồi. Trời ơi, trời. Là cái đêm đó là quê rồi, là kiểu không có kêu con có chuyện, kiểu là hôn một cái kiểu hôn nhẹ thôi rồi đi thôi, chứ không kiểu lúc đó là không ai không biết gì hết trơn á. Ờ, cái này là em con đúng không? Dạ đúng rồi. Em con tên gì? Là Minh Phúc. Phúc nha. Dạ. Còn con? Là Minh Trung. Con Trung, còn dạ. Em là Phúc. Dạ đúng rồi. Phúc ơi, con cho chú hỏi thăm nè, cái ngày mà mẹ con đi bỏ con á, con biết không? Dạ không, lúc đó em chưa có biết. Lúc đó là con mấy tuổi rồi? Dạ năm. Năm tuổi rồi là cũng biết rồi mà con. Là cái kiểu là cũng kêu nó đi làm, nói là đi làm đi làm á. Ừ. Rồi cũng đi làm luôn rồi xong không liên lạc gì được chứ. Ừ. Con trai cho chú thăm là như vậy là mẹ con đi là con không biết ha. Nhưng mà bây giờ là con còn nhớ cái hình dáng bóng hình của mẹ con không? Dạ không. Không luôn hả con? Dạ. Rồi con có hình ảnh của mẹ con để con nhớ không? Dạ con còn cái hình của mẹ con hồi đó cưới với ba con. Ờ, là con chỉ biết được cái hình cưới đó thôi. Dạ. Chứ bây giờ là mẹ đi ngoài đường con nhìn con biết không? Không. Không biết luôn hả con? Còn cha con đi bỏ con á là lúc đó con biết không? Dạ lúc đó là con cũng biết rồi mà cha con đi bỏ con. Cha đi cha có nói gì với con không? Dạ không. Cũng không nói luôn. Bây giờ cho chú hỏi thăm nè, con nhớ cha với mẹ không? Dạ nhớ. Nhớ như thế nào rồi kể chú nghe coi. Dạ nhớ. Hả? Có khi nào mà con nhớ cha nhớ mẹ con khóc không? Dạ không. Dạ có. Có hả con? Dạ. Như vậy là bữa đó như thế nào đâu con kể cho chú nghe đi con trai. Nói chung là nói rất là sẽ rất là nhanh là nghĩa là lúc trước là cũng còn điện cái kia làm cuối cùng là lúc trước là đi làm mà dẫn điện về có không? Ừ. Lúc đầu thì cứ lo cứ kiểu cứ bảy chủ nhật á là cứ đi làm về là gọi cho con để nói chuyện, mà thời gian gần đây thì cũng có kiểu rất là hạn chế luôn, là lúc trước là còn gọi kiểu video call á là cho thấy mặt này kia, rồi sau này điện kiểu điện hai tiếng thôi. Ừ. Hai tiếng thôi là không thấy mặt nữa, rồi sau này nữa là không gọi luôn, là rồi lúc rất là kiểu là con muốn điện lại nói chuyện á cũng không được luôn. Ừ. Thế không? Rồi cái đó con buồn quá con khóc hay sao? Dạ cũng buồn mà cũng khóc luôn, tại vì sao con khóc? Thì nhìn thấy người ta thì có cha có mẹ bên cạnh thì còn mình thì không có cha không có mẹ thì nó hơi bị tủi thân à. Con buồn ha. Dạ. Không có cha không có mẹ. Tại người ta đi học á là có cha có mẹ đưa đó, mà con thì không ai đưa hết trơn. Ừ. Nhưng mà con cần có cha có mẹ là để làm điều gì cho con? Dạ chung là con chỉ cần chăm sóc và quan tâm là được, chứ con không có muốn gì khác hết trơn. Chàng ơi chàng, giống như là con chỉ cần có cái tình thương với cái hơi ấm của người mẹ và dạ, người cha rồi. Hả con? Dạ đúng rồi. Chứ con không cần tiền bạc gì chứ ha? Dạ không. Ừ. Con cho chú hỏi thăm là con thì lớn á. Dạ. Con có thể cố gắng để mà chịu đựng được những cái cảm giác đó đó. Nhưng mà khi con nhìn thấy em con á, còn quá nhỏ luôn mà phải chịu cái cảm giác mà con cho rằng nó là rất là buồn đó. Dạ. Rồi lúc đó trong lòng con như thế nào con? Dạ cái đó là vô không có cảm xúc rồi. Là không cái gọi là không biết nên khóc hay nên cười nữa. Kiểu mà
chỉ biết động viên cho an ủi lẫn nhau thôi. Nhưng mà trong lòng là muốn khóc lắm hả con? Dạ, nhưng mà không phải khóc được. Vì sao vậy con? Cái là cái cứng họng luôn rồi, là không phải nói năng gì được hết trơn. Trời ơi trời. Cái bộ hối xảy ra đã qua. Mà dù của con là trai, người đã trai từng trải qua rồi, con rất là hiểu, còn em con thì còn quá nhỏ. Ừ. Quá nhỏ đó mà nó có chịu đựng được cái cảm giác là cái hiếu không có tình cảm này. Ừ. Khi con không có người mẹ bên cạnh đó, thì con mất cái điều gì đó con kể chút nghe thôi. Dạ, rất là mất cái tình thương và mất cái sự quan tâm, hiếu ấm, cái tình cảm của người mẹ. Ừ. Thật sự chú nghe con nói chú cũng không cầm được nước mắt với con luôn á. Chàng ơi, như vậy là con đã chịu cay đắng trong suốt nhiều năm luôn hả con? Dạ, đúng rồi. Rồi như vậy thì hai anh em con nè, bây giờ không có cha không có mẹ đó, thì coi như là sống cảnh mồ côi như vậy đó con. Rồi nương tựa vào ai để mà vượt qua được những cái ngày tháng con? Dạ, hồi trong những năm tháng đó thì có sống cùng với ông bà ngoại, thì cũng được ông bà ngoại là cũng quan tâm chăm sóc, cũng động viên là phải phấn đấu lên đó mà, để sau này mà lỡ ông bà ngoại có mất á, là anh em cũng có đua tuổi với nhau để sao mà sống. Trời ơi trời, như vậy là hai anh em của con là đang được ông bà ngoại cưu mang. Dạ đúng rồi. Ừ, ông bà ngoại cưu mang nhiều năm rồi ha. Dạ đúng rồi. Ừ. À, có khi nào mà con nhớ mẹ quá đó, rồi con nhìn thấy cái cảnh đó, bạn bè mình đó, giống như là đến trường á, rồi được cha mẹ đưa đón nè, rồi còn mua cái này cái kia đồ cho đó con, rồi chăm sóc lo lắng đó, rồi cái lúc đó con có nghĩ về em con không? Dạ có. Con nghĩ về điều gì? Dạ, cái đầu tiên là con người thấy tổ thân cho em con, tại thấy người ta lại có cha có mẹ được quan tâm, được cha mẹ mua này mua kia, còn em mình thì không được cái gì hết trơn, cái không biết nó nói sao nữa. Nhưng mà đối với con tiền quan trọng hơn hay là cha mẹ quan trọng hơn? Dạ em con thì nghĩ cha mẹ sẽ quan trọng hơn là tiền. Nhưng nếu như mà bây giờ á con không có tiền á là làm sao? Nói chung là không có tiền thì mình coi là xoay sở, là mình đi bán vé số hay là kiếm cái gì đó là mình làm tự mình tạo ra được, tự tạo được hả? Còn chỗ cha mẹ này đã mất đi rồi là không bao giờ tìm lại được. Trời ơi trời, hay là không có cái gì có hay là thay đổi được là tình thương của cha mẹ. Ừ. Cái cảm giác á mà khi đêm về đối với con là như thế nào con? Dạ thì đối với con thì khi đêm về thì nó rất là lạnh lẽo, nó không có hơi ấm cái ba cha mẹ ôm ấp con ngủ nữa. Thì... là kiểu là ngủ một mình thôi, là nó rất là cô đơn. Ừ. Con có biết lý do cũng như là cái nguyên nhân vì sao mà cha mẹ con bỏ con không với em con không? Dạ thì cái này thì con cũng không biết nữa. Tới giờ con cũng không biết luôn hả? Nói chung nguyên nhân thì kiểu mập mờ thôi, cũng không chắc là cái lý do tại sao nữa. Nếu như mà có được có ngày hôm nay nè, mấy chú quay nè. Dạ. Có thể là cha của con á cũng như là mẹ của con á có giống như là có tình cờ xem được cái video này nè. Dạ. Rồi thí dụ như mẹ con đang xem nè. Dạ. Con có lời gì muốn nói với mẹ con không? Thì nói chung là con chỉ muốn nói là con mong muốn được mẹ quay trở về để mà chăm sóc quan tâm đến hai anh em thôi, là được có sự tình cảm của cha mà của mẹ thôi, chứ không còn cái không cần cái bất cứ điều gì khác nữa. Con không cần bất cứ điều gì khác nữa. Dạ đúng rồi. Còn em, con có lời gì muốn gửi tới mẹ con không? Dạ con chỉ muốn là cha mẹ con chỉ yêu thương hai anh em con, và đừng có bỏ hai anh em con cô đơn nữa. Vì sao vậy con? Dạ tại vì con muốn có tình yêu thương của cha mẹ. Con muốn có được tình thương của cha mẹ hả?
Là con muốn gửi lời tới cha và mẹ con là đừng có bỏ hai anh em con nữa hả? Hèn ơi trời. Nếu như mà con gặp được mẹ con á, điều đầu tiên con làm là điều là con làm cái gì? Giờ thí dụ như mẹ bước vô nhà này rồi con làm cái gì? Con thấy mẹ giống như con gặp được mẹ con á, con làm cái gì trước tiên? Con phải ôm mẹ con thật chặt. Chạy lại ôm mẹ hay gì? À, khi mà mẹ con á bỏ con với em con từ lúc nhỏ như vậy đó, rồi con có giận mẹ con không? Dạ không. Vì sao? Điều này con không mong muốn hết trơn. Hả? Là cái này con có bao giờ giận mẹ con rồi, tại đó con cua con, nói chung là dù là mẹ có làm gì sát đi nữa thì mẹ cũng là mẹ của con à, không phải vậy. Chàng ơi, nhưng mà con có nghĩ rằng những lúc mà con khó khăn cũng như là cần có cái người mẹ kế bên để động viên an ủi con á, mà người mẹ lại vô tâm bỏ rơi con như vậy đó, rồi con cũng không giận luôn hả? Dạ không. Chàng ơi chàng, con không trách hờn gì mẹ con hết sao? Dạ không. Có câu hỏi nào trong lòng con muốn hỏi mẹ con không? Cái câu hỏi mà từ trước tới nay là con chỉ muốn biết là cái nguyên nhân vì sao mà mẹ mà lại bỏ con thôi, chứ lại không có câu hỏi nào khác hết trơn. Còn cha? Cũng vậy thôi à, không có thắc mắc hay là cái gì đó, tại vì sao mẹ bỏ con hả? Dạ. Còn em có câu hỏi gì muốn hỏi cha với mẹ không? Không. Giống anh thôi sao? Ừ, con trai ơi. Thì hồi nãy mấy chú bước vô á là thấy con đang ngồi viết bài á. Dạ. Bằng đôi chân, chính đôi chân của mình đó con. Dạ, đúng rồi. À, con cho chú hỏi thăm nè, vì sao mà con lại có thể viết bằng chính đôi chân của mình vậy? Dạ, cái đó là do tình cờ thôi, chứ không con có con thấy là con còn không nghĩ là con có viết được bằng cái đôi chân của mình nữa. Ừ. Nó đâu có điều tạo quá của ông trời thôi chứ. Con không ngờ là con có cầm được viết. Vì sao mà con nói là tình cờ? Dạ từ đó tới giờ con không chỉ con không mới cầm bắt được cái thứ gì tại coi chỉ nghĩ là tập đứng tập đi thôi, chứ con không nghĩ là từ đó tới giờ là mình có dùng chân nó mà viết bài. Rồi bữa đó sao mà con tình cờ con biết được vậy? Dạ thì bữa đó là cũng tình cờ đi đi chơi á, là có câu đó nói là họ vô kia đi học á, là do là con trong lúc đó, tại năm đó đầu mầm non mà do là đang tập vật lý trị liệu ở nhà, bỏ qua luôn là không học. Rồi cái cô đó cái gì á là cô mới nói là thôi cho đi học đi. Rồi bà ngoại con mới nói là nói gì rồi sao mà viết bài, thì cũng nói qua nói lại vậy đó. Rồi thấy nói vậy đầu cũng suy nghĩ rồi mua cho cái viết cái tạp anh cũng đi kiểu đi học thử cho biết vậy đó. Mà không ngờ là nhờ là tới bữa đó mới biết là mình coi giờ viết là thì tới lúc đó thì con không biết nên nói gì nữa. Lúc mà con viết được cái chữ cái đầu tiên á, dạ, là con tập khoảng bao lâu mới viết được? Dạ cũng khá lâu á. Dạ tại vì viết bằng tay thì không có gì để nói rồi, viết bằng chân thì nó rất là khó, tại nhất là cái chân cái gì nè gọi đầu nó sẽ che khuất cái tầm nhìn đó. Rồi viết thì nó sẽ hơi khó khăn một chút, là viết viết thì là phải là o bế cho chẹp á, là viết nó lâu. Mấy nhiều quá thì nó tê. Dạ, nhưng mà con viết con học viết được cái chữ cái đầu tiên á là trên một tháng không? Dạ cũng không đến đó đâu, cũng vài tuần. Vài tuần là biết viết được cái chữ đầu tiên à? Dạ. À, chàng ơi, nhưng mà cái động lực nào á mà để cho con phải cố gắng học giống như là đến ngày hôm nay luôn đi? Dạ thì cái đó là nhất là cái sự cố gắng của con rồi, là cái viết được cái được rồi đầu từ từ mình bắt đầu mình viết từ từ viết những cái chữ cái rồi viết bài đồ
đầu học tới đó, tới lúc đó là xong rồi lên lên lớp 1 luôn. Ừ. Là cũng từ cái lúc đó mà cái đầu có cái phấn đấu rồi là học cho đến ngày hôm nay luôn. Con định học đến khi nào? Dạ thì nói chung là trong điều kiện cho phép. Trong điều kiện cho phép. Ví dụ như là gia đình mà có nhiều cái kinh tế cho phép á, là con sẽ học tới đại học luôn. À. Còn ví dụ như là gia đình mà kỹ điều kiện nó hết cho không có cho phép, mà kiểu là không đủ điều kiện rồi là học tới lớp 12 rồi là nghỉ. Ừ, chú được biết đó là ông ngoại với bà ngoại của con á cũng đang là giống như là người gặp cái câu khó khăn á, hoàn cảnh khó khăn á. Dạ đúng rồi. Rồi nếu mà lo cho con học đại học á chắc cũng cả là một vấn đề á. Dạ đúng rồi. Rồi con có chắc chắn là con học thành công không? Dạ nhất là do phấn đấu của con, hai nữa là con cũng tìm hiểu trên mạng á để coi là có cái cách nào để hỗ trợ mình, và con có ai là hỗ trợ mình hay không à. Ừ. Dạ. Nhưng mà con cho chú hỏi thăm là cái ước mơ cuối cùng của con á, học ra đại học luôn á, để con làm cái công việc gì? Dạ nói chung là muốn con thì muốn vô bên ngành công nghệ thông tin, mà con thấy nó không có được khả thi cho lắm, tại vì là cái chân nó dị rồi, vậy sao mà bấm được cái máy tính. Ồ được á. Dạ được á, con bấm được á. Tin học của con thì nó cũng dạng là ổn thôi chứ không có gọi là cao lắm. Ừ. Nói chung công nghệ thông tin đó là do ở cái sự sáng tạo của mỗi người. Dạ. Chứ còn cái trình độ học thì chỉ tới đó thôi. Dạ. Nó chỉ khác biệt nhau ở cái sự sáng tạo của mỗi người thôi. Nhưng mà chú nghĩ con chọn cái nghề đó là đúng rồi. Dạ. Tại vì theo chú độ đó là cái bàn chân của con á, dạ, có thể tự viết chữ được á, thì gõ bàn phím chắc cũng không có khó đâu. Dạ, đúng. Gõ bàn phím đối với con chắc không khó đâu. Dạ. Ừ. Nên nói chung thì cũng được. Nhưng mà con đang gặp cái khó khăn là không có biết có đi nổi tới cuối con đường hay không. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Ừ. Nếu như mà có được một điều ước đó, thì con ước mong điều gì? Ngày hôm nay con có thể nói lên cho mấy chú là cũng như là quý vị khán giả gần xa được biết. Dạ về cái ước muốn của con là muốn có cái điều kiện đó mình tới hoàn thành được cái ước mơ học đến đại học của mình, để có là vô được cái ngành là công nghệ thông tin. Ừ. Thứ hai nữa là muốn có được có tiền rồi xây sở cho gia đình, là kiểu là cho bà ngoại là có chút tiền mà là buôn bán này kia đặng có chút tiền, chứ là ông bà ngoại thì cũng là giải phóng em buôn bán, thì lúc được lúc không thì thấy cũng phải rất là tội cho bà ngoại. Ừ. À, còn em trai à, con ước mơ điều gì? Con ước mơ là con xây sở, lớn lên con xây sở kiếm tiền cho ông bà ngoại, để có ông bà ngoại có ít tiền để chăm sóc con hai con. Rồi có cho cha với mẹ không? Nên có. Cũng cho nữa hả? Dạ. Bỏ ghê, con từ nhỏ không nuôi con ngày nào hết trơn, rồi con cho gì? Dạ, con cũng cho cha mẹ ít tiền. Cũng cho luôn? Dạ. Chàng ơi chàng. Thưa vị khán giả, hai cháu nó thì cha và mẹ bỏ rơi ngay từ lúc nhỏ, tuy nhiên vẫn thương nhớ và mong chờ một ngày nào đó cha và mẹ sẽ quay về để cùng sống chung trong một cái mái nhà giống như năm xưa quý vị nhá. Chàng ơi chàng. Con trai ơi. Bây giờ đó con có thể kêu ngoại ra cho mấy chú hỏi thăm chút xíu nha. Người mẹ vô tâm khi sanh con ra biết con mình đi đứng không được thì không nuôi nữa và vứt bỏ để cho một cái người ngoại nuôi, thì cho nên là cậu bé này ăn cơm phải ăn bằng giò, viết chữ cũng phải viết bằng giò, làm cái gì cũng bằng giò hết trơn. Thì người mẹ khi biết con mình đi đứng không được thì bỏ, không nuôi nữa, đi lấy chồng khác. Thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video vì sao cậu bé không ăn cơm bằng tay mà ăn cơm bằng giò. Chú là ông ngoại của hai cháu đúng không chú? Dạ. Dạ, chú cho con hỏi thăm con được hai cháu nó có cho biết đó là cha và mẹ của hai cháu á là bỏ rơi hai cháu từ lúc nhỏ á chú. Ừ. Rồi cái câu chuyện là như thế nào chú? Thì nói chung hồi đó thì tôi còn có ăn á, thì nó về đây nó ở sinh ở. Dạ. Rồi khi sanh này ra đó, nó thấy này tật nguyền gì đó là khi sanh ra là nó bất mãn rồi,
Thì tôi với bà ngoại nó ẩm đi ở với Cần Thơ tới 3 năm lận mà. Tới khi này 4 tuổi phẫu thuật xong được hai cái chân đấy. Về đây mà tập cho nó đứng được đó là đâu cả năm trời. Là lúc sinh cháu này ra là hai tay hai chân là không đi được luôn hả chú? Không, hai cái ống giò nó cong lại chân. Dạ là đi xuống dưới rồi cứ thứ hai nói chung cái lúc đầu ở dưới cũng 6 tháng. Yeah. Rồi khi 6 tháng rồi bắt đầu bệnh viện ta cho về. Cho về rồi mỗi một tuần xuống 2 ngày. Thứ hai xuống bó bột. Thứ năm xuống cắt bột. Yeah. Rồi thứ hai xuống bó bột. Thứ năm xuống cắt bột. Nhưng mà lúc đó là không có cái phần hỗ trợ đâu. Là mình tự lo. Dạ. Yeah. Nó thì bây giờ một tuần chú đi 2 ngày. Để cho nó nắn cái xương, ống xương dò lại cho nó ngay đó. Rồi khi nó thẳng được rồi đó mới là làm cái phẫu thuật. Thì làm phẫu thuật xong á là ta về ta mới kêu mình mua máng mua nẹp tập cho bé nó đứng. Như vậy là coi như là cái thời gian nó dài lắm. Dài lắm. Phải ngày bữa hả chú? Rồi khi mà là tập cho nó được tới 5 tuổi rồi đó là đi mất của cái khăn ngang nách nó là rảnh. Tập cho nó đi chứ đứng hoài chỗ đâu chịu nổi. Trời. Mới đầu thì đứng 10 phút. Rồi cái nó rung dọa chân đứng dựa vô vách nè. Khi thấy nó mỏi quá cái mình cho nó xuống. Ừ. Rồi cái bắt đầu dần dần từ từ mình tăng lên. Tăng lên tới mà nó đứng nó cũng ổn ổn rồi. Tôi mới nói bà ngoại nó nếu mà tập nó đứng hoài gì thì cũng không hiệu quả. Tôi mới lấy cái khăn á. Cứ mỗi ngày tôi dẫn nó đi nhiều quận. Ví dụ cho nó ăn uống nghỉ ngơi xong cái bắt đầu mình cột vô nách cái mình dẫn cho nó đi gượng 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 theo đó. Nhưng mà nhờ vậy đó cái nó đi được cái có cô Diễm kế bên nè. Dạ. Bà cũng có thằng con có tật, nó cũng bị sốt não vậy đó. Nó chết rồi. Đó, thì bà thấy vậy bà là cô giáo. Bà mới thấy nó ham học, bà đem chữ rồi lại cho nó học á. Rồi dạy cái 29 chữ cái đó, nó sáng dạ lắm. Dạ. Dạ là thấy vậy rồi tôi mới đưa cho nó, mới đầu bà này bà không chịu, bà nói vậy rồi sao học được. Rồi cô Diễm nó kệ đi cho nó ham học rồi cho nó học để cho nó biết chữ. Đó. Mình nghĩ là vợ thôi con cháu nó tật nguyện vậy mà cha mẹ nó vậy rồi thì nó không có trách nhiệm rồi. Yeah. Thì vợ mình cũng gắng, tôi hứa mà nếu mà con cố gắng học cỡ nào ngoại cũng lo cho. Nhưng ông ngoại không có từ chối. Nhưng mà người mẹ chút với người cha sao mà đành lòng con mình đã mình đẻ ra như vậy thì mình bỏ sao đành ta? Tôi cũng không hiểu chú, nhưng mà có một cái đó là khi mà là nó thấy thằng này gì nè, hai vợ chồng nó cũng còn ở đây. Nó mới xin nó nói thôi cha, bây giờ là mình làm ăn thất bại mà giờ gia đình cũng khổ quá rồi. Bây giờ cha mẹ già cũng không đi mần được gì, thôi giờ để giữ con cho con, hai chồng con đi làm, phụ tiếp. Thì mình nghe nói con cái nó vậy mình cũng mừng. Thì đi ra ngoài ở đâu được chuyện năm gì đó. Thì cái nhỏ này vừa mới báo cáo. Nó thằng kia nó có bồ. Dạ là tôi bà này mới la ép ép nó hoài hà. Cái bữa đó tôi mới tức quá, tôi mới đi ra tại chỗ đó đó mà tôi không cho nó thấy. Dạ. Tôi ngồi trước cái cửa phòng trọ nó đó. Mà tôi ngồi bên quán kia. Thì tôi thấy có con nhỏ đó, nó ôm một cái túi sách. Nó xách nó đi ra mà nó là người đó ở vùng ngoài vậy. Cái đầu còi cói à mà nó xấu lắm luôn. Yeah. Nhớ xíu con à. Cái tôi mới thấy. Rồi cái nó đi xong rồi đó. Cái hồi cái tới 7 giờ cái thằng cha này nè nó mới ra uống phê. Cái tôi mới bước lại tôi nói. Mày ở đây hả? Cái nó dạ cha ra nào á. Nó tao ra sớm giờ. Mới lại tới đây hả? Giờ cũng ngồi nói chuyện với tôi rồi ra ngồi uống phê. Tôi mới nói. Nghe vợ mày nó nói mày vậy đó. Mày có bồ có bịch. Nhưng mà giờ cha nói cái tâm lý đàn ông tao cũng là ông già vợ thôi. Yeah. Thì cha cũng không có nói gì hơn. Thì bây giờ con cái mày vậy mày cũng đã biết rồi. Tao với mẹ mày là nuôi từ hồi mở mắt lọt lòng tới giờ đó. Thì cũng tin tưởng con cái phải đi làm. Thì phải làm sao thấy coi được á. Mà con cái cứ làm. Chứ giờ cha cũng không nói gì thêm. Yeah. Nhưng mà vợ mày nói gì là đúng rồi đó. Hồi sáng tao ở đây có một đứa ở trong này nó xách đi ra với mày, nó đi ra không biết đi đâu tao không biết, nhưng mà ở trong phòng mày đi ra nè. Rồi bây giờ mày có gì nói tao không? Nó không có, chơi cái đó bạn bè để mần chung thôi. Tôi nói mày nghĩ nam nữ mà mần chung mày ngủ chung vậy mày nói với tao vậy, bộ mày nói tao nít sao? Yeah. Đó thì đó là tôi có nói nó một câu vậy. Tôi nói thì thôi bây giờ cha nói nhiêu vậy thôi, con làm gì mà con thấy coi được thì con cứ làm. Tôi về tôi giấu bà này luôn. Yeah. Không cho bà hay luôn. Bị bà hay đàn bà nóng mà. Rồi bư lu bu cái rồi ở đây mình ôm cục.
mình tính để cho nó hàn gắn lại để dễ nuôi con tiếp mình. Dạ. Rồi vậy đó là bắt đầu về là từ từ là đi luôn đó. Dạ, coi như là người cha cũng không được mà người mẹ cũng không xong luôn. Rồi nói chung mình không có nói tại đứa nào nhưng mà cũng đứa một phần, đứa một mớ. Dạ. Thí dụ nó vậy rồi con này cũng nói này nói kia này kia, nhiều khi nó thấy hoàn cảnh gì bất mãn nó đi luôn. Chứ nói chung ra nó cũng hiền lắm. Nhưng mà con được biết đó, chú kể là từng cái bước chân của cháu nó đó là chính là chú là không, người... Tôi với bà không à, chứ cha mẹ nó không có động đậy gì tới chứ. Đi thì thứ hai á, đó xe đó đó. Dạ. Bà ôm tôi chở đi xuống dưới làm xong xuôi bó bột xong rồi á. Ẩm về mà nó nhỏ xíu chứ ẩm nặng lắm, bị hai bó hai cái tay, hai cái giỏ chân luôn, chú thấy nặng lắm. Mà nó mỏi thấy đau đớn lắm chú ơi, chứ không thấy ở đâu. Nhưng mà người mẹ của cháu bỏ con đã đành đi, chẳng lẽ bỏ luôn cha mẹ ruột mình sao? Nó rồi từ chỗ mà là nói vậy, tôi làm chồng nó vậy cái nó về một, có về mấy lần. Dạ. Rồi bắt đầu nó thôi để nó ráng nó đi làm. Thì đi làm mấy năm đầu đó, chắc nó gửi việc được, mình nói cái nào có cho nó. Dạ. Nó cũng gửi được một vài triệu một lần vậy đó. Rồi sau này cái nó khổ cái nó về cái mình nói sao mà tao liên lạc mày không được. Nên nó còn không có điện thoại. Hư rồi. Rồi không có xe đi nữa. Về tôi mới mua cho nó chiếc xe Trung Quốc. Xe Trung Quốc đâu 5 triệu mà Cường An mới bớt cho 100 ngàn còn 4 triệu 9. Dạ. Dạ là mua cái chiếc xe cho nó rồi về cái mới lên trên Kha nè. Cho nó coi, nó sửa, nó chỉnh lại để cho nó êm ái, nó bị ra ngoài đó thì mình cũng biết rồi. Dạ. Đi làm mà xe cộ lỡ nó hư dọc đường khó khăn. À, tôi mới mua rồi cái mua cho nó cái điện thoại thì được đâu vài bữa. Tắt điện thoại liên lạc không được. Từ cái chỗ đó tôi mới giận. Cho nên nếu mà ý mày muốn tránh né gì đó thì con đi luôn đi. Đừng về nhà nữa, tao không chấp nhận. Dạ. À, chứ còn cái nó làm gì thì mày về để làm gì, mày về mày hút máu tao thêm có. Chứ mày đâu quan tâm gì con cái đâu. Thằng chồng mày vậy rồi mày vậy nữa thì hai đứa cũng y nhau. Đâu đứa nào khác đứa nào. Ừ. À, thì là tôi cấm không cho về là tới bây giờ là coi như khoảng 7-8 năm nay đó. Dạ. Là nó không về nhà nữa. Như vậy là chú bây giờ á. Nhưng mà bây giờ nè nó cũng gian sinh với nhỏ em nó với cho tôi nó về. Nhắn tin đồ gửi tin tôi không bao giờ xem, không bao giờ nói tới. Đã bỏ đi rồi là cái một là rồi đó hay chú ha. Dạ. Nó thì bây giờ là tôi nói chú là nói vậy. Còn riêng về hoàn cảnh tôi ở đây thì ví dụ em Út có quan tâm con cháu thì tôi cảm ơn. Dạ. À, chứ tôi nói thiệt với chú là cái nhu cầu là tôi không dám. Bởi vì mình làm ra rồi để cho xã hội nhu cầu người ta chung tay tiếp sức thì mình thấy cái đó khó coi quá. Dạ chú biết sao không? Bà con thử tôi cố gắng tôi ôm tôi chịu thôi. Bà con cũng giới thiệu về gia đình cũng như là hoàn cảnh của hai cháu đó. Đó. Thì cũng biết được là đang gặp khó khăn. Dạ. Cho nên là ngày hôm nay mấy anh em con tới để mà tìm hiểu về cái câu chuyện của hai cháu. Dạ. Thì nói chung qua cái lời kể của chú á thì mấy anh em con cũng một phần nào nắm được cái khó khăn cũng như là biết được cái sự thật là người cha và người mẹ cũng như là y như cái lời của hai cháu nói là đã bỏ rơi hai cháu từ nhỏ. Dạ. Yeah. Chú ơi, tôi nói chú mà khi mà tập nó đứng mà đi bập bẹ được rồi, đi học đó là tôi chở phải ôm trong lòng gì không nè. Tới trường rồi học rồi về nhưng mà nó sáng dạ lắm. Dạ. Yeah. Thông minh lắm. Dạ. Yeah, qua cái cuộc trò chuyện với cháu con cũng thấy được cháu nó rất là nhanh. Dạ. Yeah. Yeah, lanh. Nhưng mà là tôi có nói với nó một câu, tôi nói bây giờ là con với Phúc sống với ông ngoại chỉ cần ngoan hiền ha, sống đừng có cái lối sống mà vô đạo đức. Ông ngoại hứa, ông ngoại thì không còn bao lâu, bởi vì sáu mấy tuổi rồi. Yeah. Thì ông ngoại nuôi tới cuối đời ông ngoại thôi ha, còn con đi học là không có nói mưa nắng. Tôi nói thẳng chú là mưa gió cỡ nào Ngọc học ngày hai buổi, nó bệnh trừ ra nó bệnh là nó nghỉ thôi, chứ còn tôi bệnh không nghỉ. Tôi mổ mắt duyên hay chú ha. À, tôi mổ mắt đó là mổ giấc chiều nay xong rồi là về là sáng là đưa đi học. Còn dưỡng bảy này không thấy gì, không có đưa tiếp ngày nè, chứ không cho nó nghỉ đó. Giống như là cái duyên số của hai cháu đó. Mình nói là không hai phải cái duyên. Nó mất đi cái tình thương của người cha người mẹ, nhưng mà lại bù lại là có được cái tình thương của ông ngoại với bà ngoại. Nói chung cái này là cái nợ của tôi chú, chứ không phải là cái nợ chứ không phải cái duyên hay chú. Không có cái duyên. Dạ.
Nhưng mà con thấy hai cháu nó cũng rất là thương chú đó, chắc cũng một phần nào làm cho chú vui ha. Thì bây giờ mình nói chung, bây giờ nói thì nó dễ lắm chú ơi, quan trọng là cái làm. Còn bây giờ cái nó thương hay là nó ghét mình là hên xui. Mới nói thôi, chưa làm. Bây giờ là chỉ bổn phận mình là mình cứ làm thôi. Nhưng mà mình làm được nhiêu hay nhiêu. Chứ nói chung mình không dám làm, nó ta lo cho bằng xóm giường anh em bạn bè nó là mình không dám nói. Bị gì mỗi cảnh khác nhau. Con có lo ngoại không? Dạ có. Ngoại nói chưa tin kìa. Con thì nói chung là cũng đã xác minh về cái lời kể của con, về cái câu chuyện mà con nói là anh giống như là con và em con á, nói là cha bỏ mà mẹ cũng bỏ luôn, là ngay từ lúc nhỏ. Thì nói chung á, thì nãy giờ ông ngoại cũng đã xác minh một lần nữa thì đó là câu chuyện có thật. Còn bây giờ nè, thì chú, mấy chú cùng với chú Thanh Trúc á, ghé thăm hai anh em con thì cũng có một phần hỗ trợ đến từ chú Năm Từ Thiện ha. Chú Năm Từ Thiện gửi cho hai anh em con là 500.000 để con có thể mua gạo cũng như là mua đồ ăn nha. Rồi này chú gửi cho con nha. Tay con còn giống như cầm được không? Dạ vẫn cầm được nhưng mà nó hơi khó hơn chú. Rồi giống như là hàng ngày là con làm các công việc này nọ rồi con làm được những công việc gì? Là xúc miệng, đánh răng, rồi vệ sinh cơ bản thì được. Là cái tay này á? Dạ được. Nhưng mà nó đây đây cái tay này rồi sao con đánh răng? Không, đánh bằng chân vậy chú. Đánh bằng chân luôn? Dạ đúng rồi. Rồi ngoài đánh răng ra con làm được cái gì bằng chân nữa? Dạ là múc cầm muỗng con ăn cơm á. Được luôn hả? Dạ được. Rồi ăn cơm nè. Là tự đôi chân con cầm muỗng rồi làm sao con đưa lên tới miệng được? Là cầm cái đầu xuống đây múc ăn đó chú. Rồi tiếp nữa là cái gì nữa nè? Dạ với vệ sinh thì tay có thể là vệ sinh kiểu đi vệ sinh heo được ha. Rồi đôi chân con ngoài ra là cầm muỗng nè, viết bài nè, đánh răng nè, rồi con làm được cái gì nữa? Dạ hết rồi. Nấu ăn được không? Dạ không. Không được ha. Rồi thí dụ như con nhặt đồ bằng đôi chân con được không? Dạ được, nhưng mà đừng có đại, ví dụ như là đồ gì mà nó nhẹ quá thì cầm được. Còn cái đồ nào mà hơi nặng quá thì hơi khó. Hơi khó ha. Dạ. Rồi thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong dòng nước, thì đến đây á, Ngôn cùng với Thanh Trúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Ngôn và Thanh Trúc hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ gia đình nghèo, những bà con đang gặp khó khăn. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân ở một video kế tiếp ạ.